Hello cho tất cả mọi con đầu gấu này. Và tôi lên một video hướng dẫn anh em cách bắt cầu tại cổng game thiên đường trò chơi nha anh em. Tại xỉu thường này. Ok này. Cầu đang đi 14 ạ. Cầu đang đi theo 1 2 1 2 2 1 2 3. Tôi nghĩ có con tài. Tôi nghĩ tôi bảo luôn con tài 15m đi. Tiếng đầu lúc nào tôi cũng đi nửa số vốn của tôi đi anh em ạ. Nhưng bỏ ra nửa số vốn của tôi đi nhé anh em. Ok này, nếu anh em yêu thích video này thì để lại một like tìm cho tôi có thật nhiều động lực, thật nhiều video khác cho tất cả quý vị nhé. Ok nào. Chuẩn bị nặng nào anh em ơi. Nếu anh yêu thích video này thì để lại một like, một tim cho tôi thật nhiều động lực, ra thật nhiều video tất cả các anh em nhà mình. Link game thiên đường trò chơi tôi để dưới phần video này cho tất cả các anh em mình nhá. Ok nào, U545 5454 2 uy tín luôn. Bắt có cầu vào tay đầu đá thì tôi đã xây ra quá uy tín luôn gì đó anh em. Ok là có 11 này. Co 11 này chỉ có đánh xíu 4m thôi gì anh em. Đấy, giờ mình có số 4 rồi. Mình cứ đánh từ từ thôi anh em. Mình có số 4 rồi. Đây là xem cách bắt cầu tôi là xem có con nào vừa có 11 vừa ra nhá. Ngóng xem có 11 nào nhảy chưa. Ok này, có 11 nhảy xuống xịu 5 này. Xíu ngầu nó đang đi rất là ổn áp, rất là đẹp này anh em ơi. Chuẩn bị nặn nhá, có hai mấy giây nó sẽ nặn nhá anh em. Ăn tay đầu, bỏ số 4 ra, ăn được cái quả tay đầu rồi đánh lại từ từ thôi anh em. Đánh không được gấp chảo nha. Công thức của tôi là không được áp dụng những tay gấp chảo lên anh em ạ. Cứ đánh từ từ, cứ đánh đều tay mau húp thôi. Ok nào, chịu nặn nhá. Ok này, nặn nào. Run đấy nhờ. 2. Ui sổ ôi, húp luôn cái gì nữa. Làm luôn quả hai tay còn gì nữa anh em. Chưa gì tôi số 4 của tôi là 30m, tôi đã lãi 18 triệu rồi. Ok nhá, gấp đôi nỗi sầu anh em ơi. Đâu nào. Ok, đánh hết cái số lẻ này. Ăn xong tay này là đánh bé lại nhá, đánh bé từ từ thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương thức cách bắt cầu tôi thì anh em cứ để lại dưới phần bình luận ở dưới phần video này cho tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả các con vợ nhà mình nhá. Ok nào, chuẩn bị nặn nào anh em ơi, chuẩn bị nặn nào, còn hai mấy giây sẽ nặn nhá. Ok nhá. Nặn này, chuẩn bị nặn nào anh em ơi, chuẩn bị nặn nào. Sáu. U, ba con sáu, u. Không nổ hũ rồi. Ui, nổ hũ luôn mà, buồn. Tiếc thay. Em quá tiếc. Quả tay này 8 triệu mà đi. 2, 3 lên. Ấm luôn đấy chứ. Rồi ôi, ăn được, đánh được 3 tay, ăn 2 tay. Ổn luôn, tôi không sao cả, mình làm lại nhá. Tiếp bắt luôn 10m tài nhá, bắt luôn 10m tài nha anh em ơi. Đâu nào, chuẩn bị nặn nào anh em ơi, chuẩn bị nặn nào. Chuẩn bị nặn nhá. Địt có mẹ trắng chân kìa. Buồn nhất của Nhật luôn còn gì nữa anh em. Buồn thỉu luôn chứ. Xỉu mới đau chứ. Xem lại có câu nào.
nó cay cay thật sự nhá. Vào luôn 20 triệu này, vào luôn 20 triệu này, một ăn cả hai ngã về không. Tay cuối cũng nghỉ, chốt lãi nghỉ thôi anh em ạ. Thôi thế được rồi, quá đủ rồi anh em ạ, không còn gì để mất nữa rồi anh em ạ. Nhưng mà tay này tôi đá là cầu, cầu là cầu 1-1 anh em ạ. Tôi đá là cầu này là cầu 1-1 mà anh em. 2-1-1-1-1-1. Con tài 15, chắc chắn con tài 15 hoặc con 12 anh em ạ. Tôi đoán thế anh em ạ, tôi đoán thế này. Đó đó, chịu bị nặng nhá, chịu bị nặng nhá. Nặng nào anh em ơi, nặng nào, nặng nào. Con số gì đây, con số gì đây? Cứ 5-6 không hút thì vào lời đúng không? Ok nhá. Làm tay nữa nghỉ thôi. Lãi rồi anh ơi, lãi rồi, lãi rồi. Liệu đúng là một tay này bẻ luôn quả cầu nhá. Làm tay chốt lãi nghỉ này. Thắng thua thì cũng nghỉ thôi, tại vì mình có lãi rồi nha. Bỏ ra xuống 30m mình lãi x2, gần x2 rồi còn gì nữa anh em. Gần x2 gì nữa anh em. Thôi ăn non thôi anh em ạ, không cần ăn nhiều, không cần ăn dày đâu. Cứ từ từ mà ăn thôi anh em ạ. Cứ từ từ mà ăn thôi. Đâu nào, chuẩn bị nặng nào, chuẩn bị nặng nào. Nếu anh yêu thích video này thì để lại một like hay một tim cho tôi, rồi thật nhiều động lực ra thật nhiều video cho cả anh em mình nhá. Link game trên đường trò chơi tôi để dưới phần video này cho tất cả các anh em nhà mình ngay. Ok nào. Chuẩn bị lặn nha. Ok lặn nào. 1-1. Ừ. Lại 3-1. Nổ hũ không? Nổ hũ. Sai đấy, đừng vẽ cầu sai sai thời điểm vậy anh em ạ. Thôi ok không sao anh em ạ, thôi lãi được 15 triệu được rồi. Link anh em, nếu anh em yêu thích video này thì để lại một like một tim. Link game tôi để dưới phần video này cho tất cả các anh em mình nhá. Chào tạm biệt tất cả các anh em mình ngay.